TV đây. Thì bây giờ mình mới phát hiện ra bà mình đã mất trí nhớ, thì cần tìm là bây giờ bà sao lại là mê cung hả anh em ơi, sao lại là mê cung? Không phải mê cung là mấy đây. Nó là lối ra đầu tiên anh em ạ, thì lối ra mà lối ra đầu tiên trời ơi, từ từ nhớ bạn này nào, đây đường ra đây rồi, cuối cùng xong rồi vào đây, ok đi khỏi cửa này, bà mình đang đan lên các bạn ạ, đan lên đừng không nên bắt một cái lên của bà nhảy nhảy. Toàn đai nhỉ. Đây rõ ràng mình có chạm vào đâu, đây lại nhé anh em nhỉ, để mình tính cái bạn này cuối cùng qua được rồi. Nhưng mà tiếp theo nào, low level, ok giờ phải nhảy qua mấy quận quận lên anh em. Ok rồi. Ủa, nhà báo có mấy cưa.
người yêu thích và có thể nhảy ra, nhảy qua người như thế này. Anh em ơi, chậm những cái này chết đấy. Mình sẽ chậm đâu, hỏi chấm luôn các bạn ơi, hỏi chấm luôn, hỏi chấm luôn nha. À, có vẻ như Jerry đó thằng này à? Bà Jerry sẽ không được nhập vào thứ hai vì đầu nó ăn được bà nấu thành món ăn. Món ăn này tên là thịt đầu người. Nhà bạn ăn xúc xích à? Thịt đấy, xúc xích đầu người này ăn rất là ngon luôn, nhưng mình chưa ăn bao giờ. Không nên đấy mà cái này những cái ớt, những cái đồ nhà bà đây, đây đây chỗ đâu đâu đây nào nào. Ok, thành công rồi đấy. Sang đây rồi, rồi mới wow, chọn cái cầu rồi, cái chọn đồ gì chưa. Trái này, chọn trái phải đi, phải rồi chị, nó phải tiếp vị đứa nói về tâm lý này. Trái phải, nhưng mà bình thường sẽ là trái phải trái, nhưng đây là nó sẽ là trái phải phải, hiểu không? Ok, cuối cùng nhảy qua mấy cái này rồi. Ok rồi, rồi yeah. Rồi đi, đi trên những con đường này á. Mình không dám đi nhanh đâu anh em. Đấy, rơi xuống cái là chết luôn anh em. Chỉ đáng sợ không? Đấy. Ui, có thể đáng sợ không? Ok rồi, nó không cho lưu màn, thế nó mới khổ cơ chứ. Ui, các bạn này cũng đứng rồi, trèo lên đây này, trèo lên mình miếng bánh này của bà nha. Ui, bà hút vào mồm ấy nha, lạ quá. Nhưng nó lạ lắm. Ồ, lỗ rồi anh em ơi. Ok, tạm biệt anh em. Cái clip này hẹn gặp lại anh em. Cái clip là sau.